Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thân chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình hóa học chính với bài số 19 Iron, sắt Fe. Xét về tính chất vật lý, sắt thuộc nhóm kim loại nặng bởi vì khối lượng riêng của nó là 7,86 gram trên cm khối, lớn hơn 5. Ở tiết trước, chúng ta biết nhôm là nhóm kim loại nhẹ. Vậy tại sao nhôm nhẹ các em có biết không? Bởi vì khối lượng riêng của nó bé hơn 5. Khối lượng riêng của nhôm là 2,7 gram trên cm khối, nhỏ hơn 5. Trong khi khối lượng riêng của sắt là 7,86 gram trên cm khối, lớn hơn 5. Sắt có màu trắng xám, dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt nhưng kém hơn nhôm. Và sắt có tính nhiễm từ, tức là sắt có thể bị nam châm hút, giống như hình vẽ dưới đây. Và ngược lại, sắt cũng có thể bị nhiễm từ tính và trở thành một nam châm luôn. Đó là các tính chất vật lý của iron. Chúng ta xét về tính chất hóa học của iron. Iron là một kim loại, như vậy nó vẫn phải có đầy đủ các tính chất hóa học của một kim loại. Chúng ta cùng xét các phản ứng nhé. Trước hết, xét tác dụng của iron với phi kim, với oxy. Phản ứng này chúng ta đã được học ở chương trình hóa học 8. Thầy lưu ý, sản phẩm tạo thành là Fe3O4 và cách nhớ năm ngoái thầy đã chỉ sắt tạo sảnh với O2. Tức là các chỉ số và các hệ số sẽ tạo thành một dãy số liên tiếp. Các em nhìn nào, Fe1, 2, qua đây là 3. Khi cân bằng, hệ số cũng 1, 2 và 3. Các em nhớ nhé. Với các phi kim khác, iron có thể tác dụng ở nhiệt độ cao như chlorine, sulfur, bromine để tạo thành muối. Hình vẽ này mô phỏng lại thí nghiệm iron tác dụng với khí chlorine sẽ tạo thành khối màu nâu đỏ. Và chú ý, khi iron tác dụng với chlorine thì sản phẩm sẽ tạo thành muối iron 3. Hay nói cho dễ nhớ, Fe cộng Cl2 thì sẽ tạo FeCl3. Hệ số cũng là một sảnh, 1, 2, 3. Nhớ nha, hệ số vẫn là một sảnh, 1, 2, 3. Với sulfur thì iron chỉ tạo muối sắt 2. Các em cũng sẽ luyện phản ứng bằng cách che sản phẩm, tự viết và sau đó xem lại clip của thầy. Nhưng chú ý, Fe với Cl2 sẽ tạo thành Fe hóa trị 3 với các chỉ số là 1, 2, 3. Chú ý giùm thầy, Cl2 chuyển thành bên đây Cl3 nha. Với các dung dịch acid, cũng giống như nhôm, iron phản ứng và tạo thành khí hydrogen. Đây là hình mô phỏng khi cho một cây đinh sắt vào ống nghiệm chứa dung dịch axit HCl. Khi tác dụng với H2O đặc nóng thì sẽ tạo muối iron 3 và giải phóng khí SO2. Phản ứng này các bạn không bắt buộc phải học, thầy chỉ giới thiệu để bạn nào yêu thích hóa học hoặc muốn tham khảo thêm sẽ biết được. Các em chú ý, giống như aluminium, iron không tác dụng với sulfuric acid đặc nguội và nitric acid đặc nguội. Với các dung dịch muối, iron tác dụng với dung dịch muối của những kim loại kém hoạt động hơn, tạo thành muối mới và kim loại yếu hơn. Các em cũng sẽ tự luyện các phản ứng này nhé. Về nhà, nhớ viết bài vào tập và làm bài 2, 3, 4, 5 trang 60. Thầy tạm biệt tất cả các em. Hẹn gặp các em ở những bài sau nhé.